Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huyền, Tây Đó Châu Âu, Cuộc Sống Áo. Hôm nay Huyền sẽ cùng các bạn đến thăm vườn, khu vườn của nhà bạn Huyền ở Amstetten. Nơi đây sẽ trồng rất là nhiều rau cải và trái cây. Bây giờ bắt đầu mình đi tới. Tiếng gà gáy buổi sáng đó các bạn. Mình đang tới lúc này là 7 giờ sáng. Đây là vườn trồng thổ hoa đang lên trái, trái su su. Cái này phải trồng trên vàng, phải làm vàng cho nó leo. Thổ hoa rất là nhiều. Thổ hoa ở đây bán vào mùa hè thì khoảng 7 euro một ký. Nhưng về mùa đông thì nó sẽ nhập thổ hoa của Thái Lan qua thì giá hơi mắc. Khoảng 10 đồng một ký luôn. Trái su su. Trái su su thì giá ở đây cũng rẻ, khoảng 3 euro một ký. Còn đây là trái mướp, mướp hương. Mướp hương nè các bạn. Mướp hương thì đang mùa hè sẽ bán vào 8 đồng, 8 euro một kilo. Trái su su các bạn. Nhà bạn Huyền còn có một cái chuồng gà. Huyền ra vào buổi sáng. Huyền ra với gà gái rất là nhiều. Còn đây là các bạn xem. Đây là trái bí đao. Trái bi đao thì được trồng ở dưới nền đất. Bi đao thì vào mùa hè này thì khoảng 3 đồng một ký hoặc 4 đồng một ký, 4 euro một ký. Còn đây là xả nè các bạn. Rau muống. Mình đang vào vườn rau muống. Rau muống thì ở đây được trồng trên cái nền có đất nhưng mà lọc cao su. Bây giờ chúng ta đi tiếp nha các bạn. Người bạn ấy trồng rất là nhiều vàng bí đao. Chỉ trồng vào mùa hè, mùa đông không trồng được, mùa đông tiếp xuống là coi như là đứt để trống. Còn đây các bạn xem. Trồng bầu.
Vàng này là chồng trái bầu. Bên đây là vàng chồng mướp. Còn đây là nho. Bạn ấy cũng trồng được vài cây nho. Và đây là ớt. Ớt này rất cay và trái rất là nhiều luôn, mà trái nó màu tím tím. Nói chung ớt đủ loại hết. Cái này là cái loại để nấu bạc hà, cây bạc hà để nấu canh chua. Vườn rau quế bên đây rau thơm cũng đắt lắm. Rau quế rồi rau thơm nó bán 100g bây giờ phải 2,5 euro nguyên một vườn rau thơm rau quế nè các bạn. Này rau dấp cá húng lủi. Đây là hẹ. Nhìn vườn rau thích lắm các bạn. Còn bên đây là rau răm. Và bạn ấy cũng có trồng hai giấy. Bên đây là cây chanh, những cái chanh, lá chanh. Những cái ớt. Bây giờ Quyền đang đi tới những cây táo. Những cây táo rất là nhiều kiểu trái. Thường thì ở đây, ở trong những cái vườn trồng táo thì ít khi nào họ ăn đó. Họ chỉ trồng để họ làm bánh trái. Cho nên rất là nhiều trái bị rớt ở dưới nền. Bây giờ mình đang tới cái chỗ hồng nè các bạn, trồng cái hồng nè. Cái hồng tươi nè. Các bạn xem nè, rất là nhiều trái luôn nha. Cái hồng này thì bạn Quyền nói là cũng trồng cũng được 4 năm rồi đó. Được 4 năm rồi. Nó mới xum xuê như vậy nè. Ngồi xuống luôn để lấy được những cái trái hồng này. Mà có nhiều cây lắm nha các bạn. Nhiều lắm, chứ không phải là chỉ có vô đây đâu. Những cái cây đằng sau nữa. Mà nhất là nhiều trái. Nhưng mà người bạn nói là khoảng 2 tuần nữa đó thì bắt đầu nó mới chín vàng lên được. Mình phải chui vô mình que quay nè. Quá trời luôn nè. Nhiều lắm á. Ở trên cao, thật cao luôn thì trái nó nhỏ. Cây này là cây khác. Có nhiều trái bây giờ nó chưa có vàng đâu, nó còn
nó còn còn sống á, từ 2-3 tuần nữa, rất là nhiều nè, cũng khoảng chắc cũng chục cây á, chục cây hồng đó. Nhưng mà khi nào mà đến mùa thu hoạch á, nhiều lắm, nhiều thật nhiều. Nằm tuốt ở trong cây trong. Ở bên đây một trái hồng là khoảng bây giờ đang rộ mùa thì khoảng 49 50 sen á. Nhưng mà lúc mà mắc là khoảng là một đồng đó, một đồng một trái. Video của Huyền tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn các bạn vào video kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Huyền. Chúc các bạn và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye các bạn. Bye bye.